màu áo chú bộ đội mới trông là màu xanh như màu lá trên cành trộn vào màu xanh rêu. Đây là phần thi của bé Lê Phạm Thùy Dương đến từ Quốc Oai, Hà Nội trong cuộc thi Măng non quan họ tiếng hát họa mi tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2021. Với giọng ca ngọt ngào, trong trẻo, em đã giành giải nhất và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Ngay từ khi mới 3 tuổi, Thùy Dương đã thể hiện năng khiếu và sở thích âm nhạc của mình. Em thường hát theo các bài hát của chị Xuân Mai và khi lên 4 tuổi, em bắt đầu được mẹ cho đi biểu diễn văn nghệ. Nhờ được trải nghiệm va chạm qua các lần đi thi, đi diễn, nên cô bé ngày càng trở nên mạnh dạn, tự tin và bản lĩnh hơn. Mỗi lần hát cháu cảm thấy rất là vui và cháu thấy ở bên dưới rất là nhiều người đang xem cháu hát thì cháu thấy rất là tự hào ạ. Và cháu muốn trở thành một ca sĩ và là giảng viên Nhạc viện Hà Nội ạ. Sinh ra trong một gia đình có bố là bộ đội, công tác tại trường sĩ quan chính trị và lớn lên trong khu nhà công vụ của trường. Hàng ngày, bé Thùy Dương được tiếp xúc trò chuyện với các chú bộ đội, được hát cho các chú nghe. Có lẽ bởi vậy mà hình ảnh người chiến sĩ và tình yêu với màu áo chú bộ đội đã trở nên gắn bó sâu sắc với em. Thùy Dương đã biểu diễn thành công nhiều bài hát về các chú bộ đội như Cháu yêu chú bộ đội và cơn mưa, màu áo chú bộ đội, lá xanh. Tình yêu ca hát của em đã được bố mẹ vun đắp, được các cô chú văn nghệ sĩ tận tình chỉ bảo, nên Thùy Dương ngày càng tiến bộ. Học ở trên lớp thì con cũng đã hoàn thành rất là tốt các nhiệm vụ mà thầy cô giao cho. Và bên cạnh đó thì con yêu văn nghệ, ca hát thì gia đình cũng tạo điều kiện. Có nghĩa là một tuần con cũng chỉ đi sinh hoạt một buổi thanh nhạc thôi. Có một buổi đấy là một tiếng. Thì ngoài ra thì con dành thời gian vào học tập, vui chơi. Sau này lớn lên thì tôi cũng chưa biết được là con có theo con đường âm nhạc hay không. Nhưng mà hiện giờ thì tôi luôn luôn là quan tâm và ủng hộ những cái ước mơ của con. Với năng khiếu ca hát, Thùy Dương tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp và được thầy yêu bạn mến. Bên cạnh đó, cô bé 8 tuổi này còn học rất giỏi và là một lớp trưởng gương mẫu. Em còn tham gia hát trong một số chương trình từ thiện để góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người. Lê Phạm Thùy Dương thì con là một học sinh rất là ngoan, học giỏi đều tất cả các môn, đặc biệt là môn âm nhạc thì con có năng khiếu và con tham gia các phong trào văn nghệ của nhà trường rất là sôi nổi. Đặc biệt là cái năm học vừa rồi thì con cũng tham gia bài hát Người Thầy qua online. Các thầy cô của trường rất là cảm động. Bằng sự đam mê và nghiêm túc trong hoạt động ca hát, Thùy Dương đã và đang chăm chỉ, nỗ lực không ngừng để từng bước chinh phục ước mơ trên hành trình âm nhạc. Và bài hát Màu áo chú bộ đội mang phong cách đặc sản Con nhà lính đã giúp Thùy Dương ghi dấu mốc quan trọng trong hoạt động ca hát của mình. Màu áo chú bộ đội mới trông là màu xanh như màu lá trên cành trộn vào màu xanh rêu đá. Màu áo chú bộ đội đi trên đường cát bụi lại ánh sắc màu.